Số 821, Kinh Đài Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng, Quyển Thượng, Hán Dịch, Bức Tân Người Dịch. Từng nghe như vậy, một thời Đức Phật cùng với 8.000 đại tỳ kheo và 32.000 đại Bồ Tát ở tại núi Kỳ Sa Quật, tòa thành Vương Xá. Các vị đều là bậc có tiếng tâm, được nhiều người biết đến, đều để đạt Đà La Ni, biện thể của Ngài, đã chứng được Pháp Vô Sanh Nhẫn, chí thắng mở oán, sướng tự tại trong tất cả Pháp, thông suốt tất cả mọi thần thông biến hóa, tất cả thiền định tam muội đều hoàn hảo, ra vào tự do. Vì các chúng sinh hành động không cần cầu tỉnh, xa lìa mọi phiền não, khéo hiểu rõ cái gốc của chúng sinh, khéo biết nương tựa nơi pháp liệu nghĩa, trong sáng tu tập sáu pháp ba la mật, để đến bờ bên kia, dạo chơi trong năm đường, giáo hóa chúng sinh tâm không chán mỏi, trải qua vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức nên cho tha kiếp, tu tập các hạnh ở thần cúng dường vô lượng chư Phật, được sự hộ trì của chư Phật, giữ vững thành chánh pháp, không để dứt mất hạt giống giác ngộ, thường dùng tất cả đức thánh sướng vui cho bánh xe pháp tốt đẹp, qua lại dễ dàng vô biên, hầu hạ cúng dường chư Phật, đón tiếng sư tượng lớn, lèo lái con thuyền pháp lớn, đến trong pháp lớn, tòa kỳ pháp lớn, khéo tập hợp tất cả phước đức trang nghiêm, tướng tốt trang nghiêm thân. Định niệm trí tuệ sáng suốt tiến tới vững chắc, biết rõ sự hổ thẹn tâm với các pháp lành, thành tựu đầy đủ đại từ đại bi. Ánh sáng của các vị ấy che lấp ánh sáng của mặt trời mặt trăng, không bị ô nhiễm bởi tâm pháp ở thế gian là yếu, phá bỏ, khen, quả trách, ca ngợi, khổ vui, không cao không thấp, khéo dứt sạch yêu ghét, thường dùng phương tiện có ơn giới trí tuệ, tùy theo căn tánh chúng sinh mà khéo léo giáo hóa, cứu độ nhưng không thấy có người để cứu độ, có làm điều gì đều xem xét kỹ lưỡng, không bị các khổ hoạn về nghiệp của thân khẩu ý, tu tập định tuệ hoàn hảo trang nghiêm, tâm của các vị ấy đều nhu hòa dịu dàng, giống như rồng lớn, như sư tử lớn, chiến thắng được ngoại đạo, tinh tấn hướng đến bậc đại trượng phu, xa lìa các sợ hãi, dở về sự quyết các đức những nghi lầm của chúng sinh, khéo léo thỉnh khuyến thỉnh vô lượng chư Phật chỉ bánh xe pháp, an ổn trụ trong nguyện lớn, bệnh viện xa lìa nhị kiến, luôn luôn chuyên cần độ tốt cho tất cả chúng sinh, biết rõ nhân duyên phát khởi sự trong sạch hay nhơ bẩn, tu tập sự nhớ nghĩ chân chánh, không khởi sinh nhớ nghĩ về thanh nhân duyên giác, trong tâm không hề sợ bỏ trí tuệ quý báu, tâm ấy thanh tịnh giống như hư không, thân ấy dịu dàng, tâm không nhiễm ô, ý không hư hoại, dù đến chỗ nào tâm cũng không bị dính mắc, âm thanh phát ra dịu dàng hòa nhã, nói ra điều gì đều trình bày rõ ràng dễ hiểu, lời nói trong sạch không nói pháp ô nhiễm dù chỉ một câu, luôn luôn quan sát ân đức người khác, dù mình không bạn ý chí muốn đến đạo tràng. Danh hiệu của các vị đó là Bồ Tát Sơn Can, Bồ Tát Đại Sơn, Bồ Tát Trì Sơn Nham, Bồ Tát Sơn Tích Vương, Bồ Tát Thạch Sơn Vương, Bồ Tát Đại Tấn, Bồ Tát Tính Tấn, Bồ Tát Cực Tấn, Bồ Tát Hỷ Thủ, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Đức Thủ, Bồ Tát Đăng Thủ, Bồ Tát Thường Cử Thủ, Bồ Tát Thường Hạ Thủ, Bồ Tát Thường Khỉ Căn, Bồ Tát Thường Tu Niệm, Bồ Tát Thường Cận, Bồ Tát Thường Quán, Bồ Tát Pháp Dũng Vương, Bồ Tát Tịnh Bảo Quang Minh Oai Đức Vương, Bồ Tát Mani Quang Vương, Bồ Tát Quá Chư Cái, Bồ Tát Tổng Trì Tự Tại Vương, Bồ Tát Phát Tâm Chuyện Pháp Luân, Bồ Tát Pháp Dũng, Bồ Tát Tịnh Chúng Sinh Bảo Dũng, Bồ Tát Đạo Phân Vị, Bồ Tát Thiệp Biện, Bồ Tát Vô Ngại Biện, Bồ Tát Bất Động Túc Tấn, Bồ Tát Kim Cang Túc Tấn, Bồ Tát Kim Cang Chí, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Tướng Hạo Tích Nghiêm, Bồ Tát Hoài Nguy Võng, Bồ Tát Tháng Chí, Bồ Tát Đầu Sơ, Bồ Tát Hỷ Kiến, Hiền Hộ 16 vị đại sĩ, Di Lặc Bồ Tát Hiền Giới ở cung trời Độ Xuất Mạng Đà La, Hoa Hương làm thượng thủ, 32.000 vị ở Tam Hóa Tự Tại Thiên Vương, các thiên tử như vậy và những vị khác đều hướng đến đại thừa, chư thiên ở cõi dục và sắc ở trời Tịnh Cư Thích Phạm hộ đời ở Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tất cả đều tập hợp đông đủ cung kính cúng dường lễ bái Như Lai. Khi Thế Tôn thuyết pháp cho giới độ trăm ngàn đại chúng đã cung kính nghe quan, từ ở phương đông các cõi Phật này 72 ức các cõi Phật tên là Thường Xuất Đại Pháp Chi Âm,
Cõi đó có Đức Phật hiệu là Bảo Tượng Như Lai ứng cúng trên biến tri giác đang còn ở tại đó. Nước đó thường phát ra pháp âm rộng lớn. Tất cả nước ở sông ngòi ao suối, tất cả rừng cây, tất cả hoa, tất cả lá, tất cả quả, tất cả lâu đài thường phát ra âm pháp âm của pháp bảo vô thượng. Chúng sinh cõi đó thường nghe pháp âm thù thắng vi diệu. Nước của Phật Bảo Trường thường phát ra âm pháp âm rộng lớn. Trong nước có vị Bồ Tát tên là Vô Lượng Chí Trang Nghiêm Vương. Bồ Tát này chiêm ngưỡng Phật Bảo Trường và nhanh như thời gian tráng sĩ có giữa bàn tay, trong chốc lát ẩn mất trong nước, thường xuất đại pháp âm ấy và chỉ trong một niệm định đến thế giới Ta Bà này. Bây giờ Bồ Tát Vô Lượng Chí Trang Nghiêm Vương hóa ra 84.000 đại báu làm bằng các loại châu báu xinh đẹp, bốn phương có bốn trụ ngang đầu bằng nhau giữa vùng trang nghiêm đẹp đẽ. Mỗi một đài hoa báu hóa thành 84.000 cái báu với hoa và trái xum xuê, với mỗi một cây đều hóa thành toàn sư tử báu, phủ lấp bằng các vật báu như được trải bằng 100.000 tấm vải mềm mại. Trên các tòa này đều có Phật ngồi, hình sắc tướng mạo giống như Đức Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Vô Lượng Chí Trang Nghiêm Vương hóa hiện như vậy rồi lại biến ra nhiều lộng báu khắp trong hư không, khắp cả 100.000 giới tuần. Những tấm lụa vương vứt rụng xuống trên rí bằng lưới đẹp có gắn các chuông nhỏ. Do thời các chuông nhỏ phát ra âm thanh nhu hòa, nhẹ nhàng đáng yêu. Âm thanh đó vang khắp tam thiên đại thiên thế giới chư Phật. Tam thiên đại thiên thế giới lúc này bằng phẳng như lòng bàn tay sinh ra nhiều hoa sen báu cúng dường Như Lai. Bồ Tát Vô Lượng Chí Trang Nghiêm Vương cùng tới vào ngày 4.000 đại báu đến nhiều quanh chỗ Phật. Bây giờ là chúng thấy việc biến hóa này chưa là từng có, nên nói rằng theo sự thấy biết như vậy thì đại sĩ này đến để trang nghiêm tướng sư chắc chắn sẽ nói pháp lớn và làm các việc để trang nghiêm tại thiên đại thị thế giới, lại có lòng báu lo lắng nhiều hư không về trên Đức Như Lai, là do tất cả cung điện trời đều bị che lấp. Khi đó đại đức Ma Ha Ca Diếp Nữ Oai lực Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sách y phục và giá áo bên phải, bối phải xách đất chắp tay hướng về Đức Phật nói kệ: ánh sáng sạch trong từ hư không che lấp ánh sáng trời thất phàm, cả mặt trời mặt trăng hỏa châu của sinh nhân tôn dạng tướng này trên không trung hiện lộng bóng đẹp phổ khắp cả 100.000 do tuần trang nghiêm bằng cờ phướng lưới chuông. Lạy Thế Tôn, rưới trận mưa pháp lưới chuông phát âm thanh vi diệu, âm đó phải khắp cõi Phật này nghe âm thanh ấy phiền não dứt. Vì lời ích gì nói điều này? 3.000 thế giới phẳng như tay, 100.000 hoa sen mọc từ đất, hương hoa làm sảng khoái thân tâm. Oai đức này là thế nào đây? Ở phương đông phóng ánh sắc vàng 84.000 lòng báu đẹp, tòa sư tử trong đài cây báu thế như đạo sư thích sư tử. Đạo sư, việc này có lợi ích gì? Ai thấy điều này có ích chi? Phải chăng trí Phật lại xuất hiện đầy đủ vô lượng các thần biến? Bây giờ được Phật dạy Đại Ca Diếp: cái đây 72 ức cõi Phật ở phương đông có nước tên thường xuất đại pháp âm. Trong nước đó có Phật hiệu là Bảo Trượng hiện đang còn ở đó. Trong nước đó có Bồ Tát tên là Vô Lượng Chí Trang Nghiêm Vương đã đến cõi này. Thấy ta nên là bá tâm hỏi nghe pháp, như các Bồ Tát mà sinh đại pháp dục, sinh đại pháp lực, thập đại pháp trí, muốn hiện ra công đức của mình, thường muốn hiện ra công đức của nước thường xuất đại pháp âm và công đức lớn của Phật Bảo Tượng, của Phật Bảo Trượng. Vì nhân duyên này nên Bồ Tát Vô Lượng Chí Trang Nghiêm Vương đến thế giới Ta Bà này và làm lợi cho chúng sinh chỉ một ngày một đêm và hơn tất cả các pháp đại thanh văn ở khắp tam thiên đại địa thế giới làm lợi ích chúng sinh. Giả sử số lượng của quý vị giống như lúa mì, tre lâu, mía, rừng rậm đều làm lợi ích cho chúng sinh suốt một kiếp cũng bằng như trên không khác. Đại Đức Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn,
Ngày ở Diêm Phù Đề nó được nghe danh hiệu Đại Trượng Phu này mà được lợi ích như trên, huống chi là có lòng tin lắng nghe giảng pháp. Khi ấy Bồ Tát Vô Lượng Trí Trang Nghiêm Vương và các đài báu đến đứng trước Như Lai và đảnh lễ sát chân Phật. Lúc đang lễ Phật, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chấn động xúc cảnh, trăm ngàn loại âm nhạc không nén tự kêu, tất cả đại chúng đều đảnh lễ sát chân Như Lai. Bấy giờ Vô Lượng Trí Trang Nghiêm Vương nhiễu quanh Phật ba vòng, 84.000 đại báu cùng nhiễu quanh Phật ba vòng. Nhiễu ba vòng rồi, chắp tay hướng Phật nói kệ ca ngợi, khi nói lời tốt đẹp trang nhã, không lận không tạp không sạch nhơ, đáng bậc oai đức tuệ thù thắng, đã có đảnh lễ đấng cao cả, đủ cả trăm ngàn ức công đức cho sự an vui diệt các khổ, từ bi hỷ xả khắp ba cõi, thuyết pháp đoạn trừ nhơ bụi trần. Chư Phật mười phương khen Thế Tôn, Phật đắc Bồ đề đời sáu ác, cứu độ chúng sinh không mỏi mệt, độ một chúng sinh đã là khó, tất cả chư Phật đều bình đẳng, trí tuệ thần thông hiệu nhân tôn. Phật pháp sáng trong không gì bằng, tội chúng sinh hiện ra thấp hèn, nếu cần hiện ra cảnh giới Phật, tất cả chúng sinh tâm mê loạn, đại bi lợi ích đều như nhau, tùy theo đối tượng mà thuyết pháp. Trí lớn Thế Tôn chúng đều thích, nhan sắc hiền hòa lại êm dịu, xét ra đức trời người không bằng, cho nên vui vẻ đảnh lễ Phật. Do Thiêu Trí cùng các chúng sinh đến tận các pháp thắng ngoại đạo, tất cả thấy biết hàng ma oán, đảnh lễ mười phương vượt các lực, niềm vui chân thật lời chắc thật, khéo biết như nói như lạc, khổ vui không động như núi Chúa, con lạy Phật ban cho ban vui cho đời. Bây giờ Bồ Tát Vô Lượng Trí Trang Nghiêm Vương nói kệ ca ngợi Phật xong, rồi thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, Đức Bảo Trường Như Lai thăm hỏi Thế Tôn có ít bệnh ít phiền não, thì đấng có nhẹ nhàng hay nào có được lợi an vui không? Mà Thế Tôn nếu muốn hỏi Như Lai ứng cúng chánh biến giác, xin Thế Tôn cho phép con mới dám hỏi. Phật bảo Bồ Tát Vô Lượng Trí Trang Nghiêm Vương: Này thì Nam, Như Lai đang nghe, nghi ngờ gì cứ hỏi, ta sẽ theo lời hỏi của ông mà trả lời, để tâm ông được cởi mở. Bồ Tát Vô Lượng Trí Trang Nghiêm Vương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trước khi con nghe Như Lai ứng cúng chỉ biến giác, nó có phép gọi là Như Lai bí mật tạng. Nếu có Bồ Tát nào được ở bí mật tạng này, thì sẽ chứng đắc pháp vô tận, chứng đắc biện tại vô tận, thấy Phật vô tận, có thể khéo léo chứng đắc thần thông vô tận. Vì các chúng sinh làm chỗ nương tự dựa chân thật, thành lành thay Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn diệt con diễn thuyết pháp Như Lai bí mật tạng. Phật bảo Bồ Tát Vô Lượng Trí Trang Nghiêm Vương: lành thay thì Nam, có thể hỏi Phật về pháp như vậy. Thì Nam, ông đã từng ở hàng hà xa chư Phật, gieo trồng các căn lành, tự hỏi thọ thỉnh. Thì Nam, nơi ông lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp Như Lai bí mật tạng. Bồ Tát Vô Lượng Trí Trang Nghiêm Vương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe thọ giáo. Phật nói: Thì Nam, pháp Như Lai mật tạng gọi là tâm nhất thiết trí. Đã phát tâm này thì phải giữ gìn vững chắc, không có lui, không xả bỏ, không rối loạn, không nhớ nghĩ, phải hoàn hảo, chỉ đường khuyến hóa mạnh mẽ. Sự nhà dù ấy làm căn lành, làm then chốt, giữ gìn sự an vui, luôn luôn vững chắc là những việc đáng làm, trong bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiện định, phương tiện, lấy tâm làm trụ, không khiếp, không nhiếp, không nhược, không yếu, không hoài, không biến nhát, không bỏ, không lấy. Thuận theo tâm ấy thì được giác ngộ, lấy nghiệp lành làm căn bản. Ngay thẳng, chất phát, không quanh co, đứng vững, đứng thẳng vững vàng, không giả, không dối. Làm rồi không nghi, việc chưa làm thì làm, việc đáng làm là nên siêng năng tu hành. Bỏ hạnh bất chánh, cần tu chánh hạnh, thì nó gọi là nhập vào pháp môn Như Lai bí mật tạng, là giữ vững tâm nhất thiết trí,
phải kiên trì giữ gìn không sẽ bỏ. Nay thì nam những như là tâm nhất thiết trí vững chắc thì nam tâm nhất thiết trí kiên cố có bốn, đó là một không những nghĩ đến thừa nào khác, hai không kính lễ chư thiên khác, ba không phát tâm khác, bốn ý chí không chuyển. Rồi Đức Phật nói kệ: không nhớ nghĩ thừa khác, lễ Phật không lễ trời, không sinh tâm muốn khác, không lễ bái phàm phu. Khi tu hành pháp này, tâm nhất thiết trí vững, ma quân và ngoại đạo chẳng động được lông tóc. Này thì nên là các bốn pháp bảo vệ tâm nhất thiết trí, đó là một không sẽ lắm sắc đẹp, hai không lệ thuộc tiền tài, ba không lệ thuộc quyến thuộc, bốn không sẽ nắm quyền lực. Rồi Đức Phật nói kệ: chẳng đắm say tài sắc quyến thuộc và quyền lực, ngang tài sắc quyền lực quyến thuộc không ung lung, quán các pháp hữu vi tất cả đều vô thường, không buông thả kiêu mạn, chỉ vững tâm bồ đề, thực hành pháp công đức không thoái hướng bồ đề. Này thì nam đã có bốn pháp không lui tâm bồ đề: một tu tập các ba la mật, hai thân cận bồ tát chân thật, ba tu tập tâm đại bi, bốn dùng bốn nhiếp pháp để thâu tóm chúng sinh. Rồi Đức Phật nói kệ: thường tu sáu độ không ngừng nghỉ, lắng nghe nghe rồi tâm hiền hòa, tuy sống có dục lại lìa bạn xấu, thân cận bạn lành tùy sở thích, thường tu thắng đạo gần hướng thượng, luôn tập tâm bi trụ bốn nhiếp, ưa thích ở yên tâm bồ đề, tài công đức Phật đâu còn khó. Này thì nam bồ tát đầy đủ bốn pháp không bỏ tâm nhớ thiết trí, đó là một tin công đức Phật, hai tu tập trí Phật, ba biết thần thông Phật, bốn không mất hạt giống Phật. Rồi Đức Phật nói kệ: tín hiệu công đức Phật, xin tu tập trí Phật, biết được thần thông Phật, luôn giữ giống bồ đề, hành trì pháp như vậy, không bỏ tâm bồ đề, tùy chỗ thấy chư Phật càng sinh sức tinh tấn. Đây thì nam bồ tát đầy đủ bốn pháp, trở đời tâm bồ đề không bị rối loạn: một luôn luôn thân cận gần gũi bạn bên Phật, hai từ đó được nghe pháp của Như Lai, ba thường ca ngợi công đức Phật, bốn nương dựa vào sự vắng lặng, nhân đó mà luôn nghĩ đến Phật. Đây là bốn Đức Phật nói kệ: hầu hạ Đức Như Lai, tôn trọng và cung kính, nếu có được nghe pháp nghe rồi thực hành theo, từ ca ngợi Như Lai, tin tưởng và yêu thích, đã được nghe pháp rồi, người trí nương vào nghĩa, ca tụng công đức Phật, điều ngự cả thế gian, cần nương tựa vào đó, vì đúng nơi chư Phật, công đức Phật vô số, luôn xem hành động mình, thường thích chỗ thanh vắng, nhớ nghĩ Đức Như Lai, khéo giữ pháp như vậy, tu hành tâm tán loạn, nói được tam muội không mất tâm bồ đề. Này thì nam bồ tát đầy đủ bốn pháp không quên tâm bồ đề. Bốn pháp đó là: một tôi cần phải vì tất cả chúng sinh làm ruộng phước tốt, hai tôi phải thuyết đạo pháp, ba tôi phải tùy theo chỗ đến của Như Lai mà đến, bốn tôi phải thật sự biết các hành của chúng sinh. Rồi Đức Phật nói kệ: ta làm ruộng phước tốt thế gian, người theo tà đạo chỉ đường chánh, Phật đi đến đâu con đến đó, thường xuyên biết hành của chúng sinh. Đại sĩ Bồ Tát như đức này, tâm nhớ Bồ Đề và đạo cả, mong nhớ thành tựu đạo Pháp Vương, đức trí thần thông vượt thế gian. Này thì nam Bồ Tát đầy đủ bốn pháp nhớ nghĩ tâm nhất thiết trí, đó là: một dốc lòng nhớ nghĩ cái gốc của các pháp, hai nên nhớ pháp căn bản, ba phát tâm nhất thiết trí là tháp báo ở đời, bốn nên nhớ thưởng bảo tháp. Rồi Đức Phật nói kệ: nên dốc lòng hết ý nhớ nghĩ điều tốt đẹp, đó là các pháp gốc tất cả pháp thế gian, thường nhớ tâm bồ đề, ý trụ tốt khéo trụ, đó là mười lực gốc làm tháp cho trời người. Này thì nam bồ tát có đầy đủ bốn pháp sẽ có tâm nhất thiết trí, đó là:
một dùng sức thần thông tu tập không để mất bản hạnh, hai nắm cái năng lực tròn đầy, ba thân tâm tinh tấn nhưng không có ngã, bốn siêng năng thực hành tinh tấn vì lợi ích người khác. Rồi Đức Phật nói kệ: được diện nói bốn pháp phát khởi tâm bồ đề, nếu trí tuệ tăng trưởng ngăn chặn các phiền não, tự lực và thông đạt, siêng năng tinh tấn bày là đã an trụ rồi, trang nghiêm không biến nhát, không quên lời đã nguyện, khéo an trụ căn lực, thân tâm không mệt mỏi, xin cầu thân chân thật. Phát khởi được như vậy, tâm bồ đề lớn mạnh, trí tuệ được như vậy, như trời trăng tăng trưởng. Này thì nay Bồ Tát có bốn phép khuyến khích phát tâm bồ đề. Một, ở giữa đại chúng khen ngợi ca tụng tâm bồ đề. Hai, làm cho họ hiểu rõ sự phát triển tâm bồ đề. Ba, khéo dạy dỗ họ thuận theo sư trưởng để phát tâm trong sạch. Bốn, tất cả phiền não không còn quá nhiễu. Rồi Đức Phật nói kệ hướng dẫn về tâm đạo: trước tiên trụ cốc này sẽ được nhất thiết trí, gọi là biết nguyên nhân, là tâm nhất thiết trí luôn trong sạch chiếu sáng, thường trụ ở trong đó, nơi thế gian đảnh lễ, luôn nói lời hòa nhã, mau chóng vâng lời dạy hỏi các bậc sư trưởng, được tâm nhất thiết trí, bản tánh luôn trong sạch, giữ gìn tâm bồ đề, là phiền não sáng trong, hết không chống trái. Này thì nam, Bồ Tát có bốn pháp trong bài tâm bồ đề, đó là: một, đó là chỗ ta trụ. Hai, trụ chỗ này rồi thì mới bài giảng nói. Ba, trong biết trong tâm này có vô lượng công đức. Bốn, vì người khác mà tiếc các điều như vậy. Rồi Phật nói kệ: khéo trụ đúng chỗ trụ. Bồ Tát trụ đây rồi, các người pháp như vậy, tâm tốt của Bồ Đề, vô lượng đạo tâm đức phát khởi và ca tụng khen ngợi, rồi làm theo chân đất theo lời khen. Thì nam, Bồ Tát có bốn pháp để dạy dỗ tu tập tâm Bồ Đề, đó là: một, không sổ sàng. Hai, lời nói dịu dàng. Ba, không thô bạo. Bốn, sắc mặt vui vẻ. Rồi Đức Phật nói kệ và nói nghĩa dịu dàng: không được có sổ sàng, sắc vui trụ pháp này, và người phát Bồ Đề. Này thì nam, Bồ Tát có bốn pháp lấy căn lành làm đầu để xây dựng tâm Bồ Đề, đó là: một, thành tựu đầy đủ tướng tốt, mở cửa làm việc ban cho phước lớn. Hai, tu hành thanh tịnh của Phật, thực hành đủ các loại ban phát. Ba, trí tuệ trong sáng, điều phục lòng cao ngạo. Bốn, đầy đủ trí tuệ, tu tập sự học rộng. Rồi Phật nói kệ: thường mở cửa đại thí, tới được bờ tướng tốt, khéo làm việc ban cho, được đến cõi tịnh độ, không bao giờ cao ngạo, mãi cầu trí tuệ Phật, tập nghe không đầy đủ, có lễ cho trí tuệ. Được diệu tướng như vậy là cách khởi đạo văn, là cách khởi đạo căn, tâm khéo tùy chỗ chuyển, tu tập công đức trước. Này thì nay Bồ Tát có bốn pháp luôn được vui mừng vui: một, vui mừng khi thấy Phật; hai, thấy các Bồ Tát khác tháng tinh tấn trong lòng mừng vui; ba, nói như vậy đến bao giờ ta mới được thọ ký đạo cho thượng Bồ Đề, đến bao giờ ta mới làm Phật sở cho chúng sinh; bốn, xin mừng vui đối với trí tuệ Phật. Rồi Đức Phật nói kệ: biết đến bao giờ ta gặp Phật, xin lòng mừng vui muốn thấy Phật, thấy Bồ Tát thắng tinh tấn khác, xin vui ưa tu tinh tấn này. Đến bao giờ ta mới đủ sức, mới đủ đức để được thọ ký chấn Bồ Đề? Thắng trí phương nào làm pháp phương, Bồ Tát thường sinh sướng vui này. Đến bao giờ là được việc Phật, được trí thần thông đến bờ kia? Tiếng khen vang khắp mười phương cõi, Bồ Tát thường sinh sướng vui này. Này thì nam, Bồ Tát có bốn điều không vui lòng, đó là:
Một, không vui khi được khen ngợi những công đức không có thật mà thành lợi dưỡng. Hai, không vui khi được hưởng niềm vui giàu sang giàu của tất phàm hồi thế và trời người. Ba, không vui với tất cả hàng thanh văn chuyên giác. Bốn, không vui khi được cúng dường hơn cả ngoại đạo. Rồi Đức Phật nói kệ: danh dự lợi dưỡng đều không bằng, thân mạng tài sản cũng như vậy. Không vui thích phàm và hồi đời, các cõi ta này đều vô thường. Không vui duyên giác nghe thanh văn, chỉ một lòng hướng đến tối thắng, không thích ngoại đạo nhiều thế gian, không ưa thân kiến và biên kiến. Hôm nay thì Nam Bồ Tát có bốn pháp ủng hộ tâm nhất thiết nhất thiết trí. Một, dạng dạy phải nói đúng như pháp, trường đúng như pháp, làm đúng như pháp. Hai, đối với các chúng sinh tâm phải luôn bình đẳng. Ba, sinh tâm rất ham muốn. Bốn, bảo vệ pháp lành. Rồi Phật nói kệ: nói làm ngừng nghỉ đều như pháp, chúng sinh cầu đạo tâm bình đẳng. Bốn thắng pháp này khéo ăn trụ, đem lòng giữ đạo không để mất. Này thì Nam Bồ Tát có bốn pháp rất là làm: một, tu tập việc nghe rộng; hai, nhớ nghĩ điều nghe rộng; ba, nói về điều được nghe; bốn, không thoái lui sự vắng lặng. Và Đức Phật nói kệ: luôn cần tu tập điều chưa nghe, luôn luôn nhớ nghĩ điều nghe rộng. Đối với nghe rộng thường xuyên nói, xin đang tu tập sẽ thiền định. Này thì Nam Bồ Tát có hai pháp để được để định tâm nhất thiết trí mà thực hành việc bố thí, đó là: một, chuyên tâm nghĩ nhớ nghĩ về thiền định; hai, xả bỏ không mong cầu quả báo. Rồi Đức Phật nói kệ: đem tâm vui vẻ mà ban cho, không mong quả báo khi đã cho, tất cả đều bỏ hướng Bồ Đề, cho rồi tâm định chứng Bồ Đề. Này thì Nam Bồ Tát có hai pháp lấy nhất thiết trí làm đầu để tu trì tịnh giới, đó là: một, đối với tất cả chúng sinh có tâm làm tổn hại; hai, sinh tâm đại bi đối với người phá giới. Rồi Đức Phật nói kệ: không sinh tâm hại phá, trên dưới giữa bình đẳng, sinh nhiều lòng thương lớn với chúng sinh cực ác. Này thì Nam Bồ Tát có hai pháp ấy lấy nhất thiết trí làm đầu để tu hành nhẫn nhục, đó là: một, từ bỏ cái vui của mình; hai, đem niềm vui cho người. Rồi Đức Phật nói kệ: không cầu vui cho mình vì lợi ích người khác. Nhẫn nhục được như vậy, Bồ Đề Phật làm đầu. Này thì Nam Bồ Tát có hai pháp lấy nhất thiết trí làm đầu để tu hành tinh tấn, đó là: một, tâm Bồ Đề làm đầu; hai, không bỏ các chúng sinh. Rồi Đức Phật nói kệ: tất cả hạnh trong sạch, lấy đạo tâm làm đầu, không thấy ta chúng sinh, tinh tấn không hủy diệt. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu hai pháp lấy nhất thiết trí làm đầu để tu hành thiền định, đó là: một, nhập định theo phương tiện; hai, xuất thiền theo phương tiện phương theo xuất thiền theo sức của bản nguyện. Rồi Đức Phật nói kệ: người dụng mãnh luôn khởi, người trí hành thiền định, chiến thắng các phiền não mà luôn được thiền định, xuất thiền theo thứ theo sức nguyện, đúng là bậc đạo sư. Người có đức như vậy chưa đắc nơi thiền định. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu hai pháp lấy nhất thiết trí làm đầu, trí tuệ sẽ có: một, tự sẽ lìa các kiến; hai, đoạn trừ tất cả kiến chấp của chúng sinh để tu hành trí tuệ. Rồi Đức Phật nói kệ: xa lìa các kiến chấp, tu di lợi chúng sinh, thắng trí được hiện tiền, trí an ổn hành đạo. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu bốn pháp, phương tiện sẽ có: một, đem lòng lành thương xót của chúng sinh, làm việc để cứu độ; hai, tấm lòng thương xót chân thật, không mỏi mệt; ba, ưa thích đối với pháp mà sinh lòng vui vẻ; bốn, xa lìa các phiền não để không có kiếp nhừa. Đây là bốn. Phật nói kệ: lòng từ không sân tức, lòng bi không mệt mỏi, dùng pháp sinh vui vẻ, bỏ phiền não không sợ. Này thì Nam Bồ Tát có bốn pháp không nhàm chán, đó là: một, nghe nhiều không nhàm chán; hai, tu tập công đức mãi;
và không thỏa mãn điều mong cầu. Bà ở trong vắng lặng nhưng cũng chưa thỏa mãn điều cầu mong. Bốn khỏi hướng cũng chưa đủ sự thỏa mãn mong cầu. Đức Phật nói kệ tạo đức nghe nhiều chưa thỏa mãn, ở chỗ vắng lặng chưa thỏa mãn, hồi hướng phước đức chưa thỏa mãn, đó là Bồ Tát bốn không chán. Này thì nay Bồ Tát có bốn pháp không đủ. Một, Bồ Tát chỉ nghĩ đến Phật ở thời quá khứ mà suy nghĩ như vậy, chư Phật đều tu tập Bồ Đề Tổ Thắng, sao mình lại không tu tập? Hai, nhớ nghĩ đến chư Phật ở đời vị lai, biết mình cũng có ở trong số đó. Ba, nhớ nghĩ Phật ở hiện tại. Bốn, khi nhớ nghĩ đến Phật, nên khởi lên suy nghĩ, chư vị Phật đã hiểu rõ tất cả các pháp, nên trong lúc nhớ nghĩ không có khiếp nhược. Rồi Đức Phật nói kệ, nhớ nghĩ thật quá Phật quá khứ, tâm trí không khiếp nhược, Phật kia đắc đạo quả, sao mình lại không được? Nghĩ đến Phật vị lai, mình còn trong số đó, tinh tấn không dao động, quyết định ở số này. Hiện tại nhớ đạo sư, khi hành Bồ Tát đạo, mình sẽ trừ phiền não, chấn Bồ Đề vắng lặng, hiểu rõ tất cả pháp vũ trụ như chỗ mố, không sinh tâm khiếp sợ, tinh tấn sinh bồ phần. Này thì nam, Bồ Tát có bốn pháp không thối lui. Đối với đại thừa, đó là một, tâm ấy như đất; hai, tâm ấy như nước; ba, tâm ấy như lửa; bốn, tâm ấy như gió. Rồi Đức Phật nói kệ, tâm giống như đất, nước, tâm cũng như gió lửa, làm không làm như nhau, không đắc đạo không lui. Này thì nam, Bồ Tát có bốn pháp hiểu rõ vô ngã. Một, Bồ Tát suy nghĩ thế này, ta phải biết tất cả tư tưởng hành động trong cảnh giới của chỗ các chúng sanh, ta phải biết các căn trong cảnh giới của chúng sanh. Để vì họ mà lợi pháp, ta phải đoạn trừ tất cả phiền não trong cảnh giới của các chúng sinh, để vì họ mà lợi mà thuyết pháp. Thứ hai là trí Phật vô lượng, chúng ta cần phải hiểu rõ. Thật, chẳng phải thân ta, cũng chẳng phải tâm ta là có thể hiểu rõ được pháp này. Các pháp lành của ta mới có thể hiểu rõ pháp này. Bốn, không có ngã, được gọi là Bồ Tát. Rồi Đức Phật nói kệ, tâm hành của chúng sinh là không thể nghĩ bàn được. Phiền não vọng phân biệt, vọng tưởng sinh phải trái. Trí Phật cũng như vậy, do lượng không nghĩ bàn, sức của ta chẳng thể hiểu rõ nơi trí Phật. Phiền não khiến ngược lại, không sắc, không thể thấy. Ta nên đoạn trừ hết, rồi bày đạo giải thoát. Này thì nam, Bồ Tát có bốn pháp không có khiếp nhược. Một, nguyện làm các căn lành; hai, tu tập trí tuệ phương tiện; ba, tu tập tính tấn niệm lực; bốn, đến tận nơi đạo vô thượng. Rồi Đức Phật nói kệ, khéo vui vẻ thấm nhuần các hương phương tiện tuệ tinh tấn niệm và lực, đạt được đạo giải thoát. Bốn pháp trí tuệ này trì pháp không nhàm chán, không mệt mỏi xa lìa, cũng giúp cho thế gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.